Hiện nay sản phẩm kem dưỡng Embryolip đã và đang chiếm lĩnh trên các trang mạng xã hội, đặc biệt hơn cả là các diễn đàn như TikTok, Facebook, bởi sản phẩm mang đến chất lượng cao mà giá thành lại bình dân. Dòng sản phẩm này giúp cung cấp độ ẩm, dưỡng trắng da vô cùng hiệu quả. Thì trong video này, shop sẽ review cụ thể hơn về dòng kem dưỡng Embryolip. Liệu sản phẩm này có tốt như lời đồn không? Và đặc biệt là những đánh giá chính từ khách hàng bên mình, để bạn có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định mua sản phẩm này, vì dù sao thì đánh giá từ những người đã trực tiếp sử dụng rồi cũng là chuẩn xác và đáng tin nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt. Kem dưỡng Embryolip, chính hãng là kem hiện đang được rất nhiều chị em phụ nữ mua nhiều lắm. Đây là một trong những dòng sản phẩm hàng đầu được các chuyên gia trang điểm nổi tiếng thế giới lựa chọn. Với công thức kem dưỡng đơn giản từ thiên nhiên như lô hội và bơ hạt mỡ, sáp ong, protein đậu nành, mang đến hiệu quả giữ ẩm sâu đến 24 giờ, làm mềm mịn da giúp lớp make up căng bóng, lâu trôi. Ngoài ra, em này còn giúp tái tạo các sợi collagen dưới da, loại bỏ sự sưng tấy và ngứa cho da, để cho da luôn khỏe mạnh và đầy sức sống. Bạn có thể tìm thấy thông tin kem dưỡng Embryolip trên khắp các diễn đàn. Người mua nhiều và ai cũng khen sản phẩm này nhiều lắm. Khách hàng bên shop mình thì mua lại thường xuyên, rồi còn giới thiệu cho nhiều người quen xài nữa, nên có thể khẳng định là kem dưỡng Embryolip là rất tốt nhé. Khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng kem dưỡng Embryolip, thì hầu hết khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất ở sản phẩm là khả năng dưỡng ẩm chuyên sâu suốt 24 tiếng, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị khô da, bong chóc làm mềm mịn da hiệu quả rõ rệt chỉ sau vài lần sử dụng, với chiết xuất thiên nhiên giúp làm dịu và phục hồi da hữu hiệu. Ngoài ra, nhiều khách hàng khác thì sau một thời gian trải nghiệm sử dụng sản phẩm này thì lại cảm thấy thích nhất ở em này ở chất kem, với chất kem có màu trắng, mềm khá giống dạng gel cream như dòng cream kết hợp sữa dưỡng. Khi thoa lên da mặt sẽ mang đến cảm giác man mát, có lẽ do tính lô hội có bên trong thành phần kem dưỡng. Đồng thời khi sử dụng em này, khách hàng rất thích độ thẩm thấu của chất kem khá nhanh và đều mịn trên da, có cảm giác giữ được độ ẩm trên da rất tốt nhé. Bên cạnh đó, kem dưỡng Embryolip được yêu thích với mùi hương nhẹ, khi thoa lên da cảm nhận được mùi của hoa pha một chút ngọt của bơ và một chút béo của sữa, mang đến mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu nhé. Và nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được, những ai đã dùng kem dưỡng Embryolip này đều khen cả. Nên chị em cứ yên tâm lựa chọn và tin dùng em này nhé. Kem dưỡng ẩm Embryolip hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp của mình cũng có bán kem dưỡng ẩm Embryolip hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.